mặt từ khi nào? Có phải chị nội thương không? Vị trí nội thương ở chỗ nào? Hai vị ngồi từ từ nói nghe. Bẩm đương đương, Tư Đồ Ngân mình và thích khách đã từng giao đấu, hình như cũng nhận ra được thích khách đó. Mẹ, kia đây mẹ. Như vậy để chúng lợi thêm anh mối tiếp tục điều tra. Sớm muộn gì cũng điều tra tới chỗ của Uẩn Cung. Trời đất bao la, thần nghĩ chắc chúng không tìm được manh mối gì đâu. Nhưng nghĩ chiều dư dễ dàng bỏ qua vậy. Mẹ ơi, Uẩn Cung không sợ. Mẹ ơi, đi kêu mẹ ơi đi, mẹ thương mẹ ơi. Kêu mẹ ơi đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Kêu mẹ ơi đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi đi kêu mẹ ơi đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ây da. Mẹ ơi. Rồi chết mẹ luôn. Ôm mẹ đi mẹ thương. Trời ơi. Mùi cũng có đánh giá hắn vài chiêu thì nhận ra chiêu thức của hắn, nên đã cố tình tra xét điển tịch võ công, phát hiện chiêu thức mà hắn sử dụng là Lam Sa Thủ của phái Thanh Thành. Phái Thanh Thành à? Muốn luyện Lam Sa Thủ của phái Thanh Thành, buộc phải là đệ tử nội gia của phái Thanh Thành, và các đệ tử nội gia này cũng không có mấy người. Công chúa, mùi nghĩ mùi phải đích thân làm một chuyến để tra xét thật hư.